Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nha. Ngày hôm nay lại là một clip mới. Mình sẽ chúc những ai xem được clip này sẽ có một ngày đầy may mắn nhé. Clip hôm nay của chúng ta là một clip ngắn. Nó ngắn là gì? Chủ đề của chúng ta chỉ là nhận và nhận thôi nha. Và đến với chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, mình sẽ nhận hết tất cả quà, những vật phẩm trong hòm thư sau nhiều ngày không nhận để xem sẽ nhận được những gì nhé các bạn. Như các bạn đã biết, chúng ta một ngày không nhận thì cũng đã có rất là nhiều quà rồi, nhưng mà sau nhiều ngày không nhận thì nó sẽ gom lại, phải nói là rất nhiều quà luôn. Nói là tích như vậy thôi cho nó sang vậy đó, chứ thật ra là mình nói nhỏ cho các bạn nghe nha, là mình làm biến nhận đó, đừng nói ra hết nha các bạn, bí mật đó. À mà mình cũng xin cảm ơn hết tất cả những bạn đã ủng hộ mình ở trong những ngày vừa qua nha. Nhờ các bạn mà dạo gần đây những video của mình ăn đề xuất rất là mạnh và lượt xem cũng nhiều hơn lần lúc trước rất là nhiều. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn và mong các bạn ở những video lần tới cũng sẽ tiếp tục ủng hộ mình nha. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu, mình sẽ đi vào hòm thư và tiến hành công việc chính của chúng ta ngày hôm nay nha. Đây nhé các bạn, đây là hòm thư của mình 4 tháng 2. Để mình xem ngày cuối cùng của quà là bao nhiêu nhé. Ý lộn, ngày đầu chứ. Ngày cuối cùng là 4 tháng 2, là 25 tháng 3. Tức là khoảng 9 ngày. Một con số rất là đẹp và rất là may mắn luôn. Và mình mong những ai xem được clip này cũng sẽ may mắn giống vậy nha. Nhìn những hộp quà đỏ này mà thấy ham luôn đó các bạn, rất là nhiều luôn. Nhưng mà không biết nhận được những cái gì đây mình cũng chẳng biết nữa. Và bây giờ mình sẽ nhận để cho các bạn xem nha. Đây. Wow, gần 2 triệu vàng và gần 800 kim cương. Có 11 bé chu tước hôm bữa là mình nhận mà đầy túi cho nên nó đã chuyển thẳng vào hòm thư này các bạn. 182 rương quà. Hộp quà này có biết mở ra được bao nhiêu kim cương nhỉ? 500 thẻ bài. Xong. Và thế là mình đã nhận quà xong rồi. Như các bạn đã biết rồi đó, video của mình nhiều lúc nó trớt thì là trớt luôn. Cứ hoàn thành xong nhiệm vụ là sẽ kết thúc clip, cho nên nhiều khi nó kết cũng rất là lãng xẹt. Và video lần này cũng sẽ không ngoài lệ như vậy, tại vì đó là đặc trưng của kênh của mình. Đặc trưng, nốt đặc trưng. Sorry các bạn nhé. Và clip của mình đến đây cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần tới. Nhớ cho mình một like cộng một đăng ký kênh và nhấn thêm nút đăng ký. Nếu tốt hơn có thể cho mình thêm cái chuông nha, để nhận được những thông báo mới nhất. Bye bye các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật tốt lành nhé.